Sau cú va chạm liên hoàn, cô gái bị thương nặng kẹt giữa xe buýt và ô tô 4 chỗ. Hơn chục người cùng lao vào kéo nạn nhân ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Đó là vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày 8 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 cách cầu vượt An Sương khoảng 100m thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, cô gái hơn 20 tuổi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 76X7-3382 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận Bình Tân về quận Thủ Đức. Khi còn cách cầu vượt An Sương khoảng 100m, cô gái chuyển làn đường bất ngờ để di chuyển lên cầu vượt thì bị xe buýt mang biển kiểm soát 53N4253 từ sau chạy tới tông trúng. Cú tông mạnh khiến cô gái cùng xe máy văng về trước, húc tiếp vào ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 51A43728. Cú va chạm liên hoàn khiến cô gái cùng xe máy kẹt giữa xe buýt và ô tô. Hơn chục người hô hoán thông báo tài xế biết rồi cùng đẩy lùi xe buýt và ô tô 4 chỗ để kéo nạn nhân ra ngoài. Cô gái được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, vỡ nát cùng nhiều đồ đạc của cô gái văng trên đường. Giao thông qua khu vực bị ùn ứ.